Sáng 12 tháng 10 năm 2022, trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, bỗng có một chiếc xe máy bốc cháy ngùn ngụt. Đám cháy ngay sau đó đã được dập tắt nhờ sự nhanh nhẹn, bình tĩnh của hai sinh viên ngành hóa dầu. Dù chiếc xe máy đã hư hỏng gần như hoàn toàn, nhưng việc dập tắt đám cháy kịp thời đã giúp cho lửa không lan ra những xe ô tô đang đổ xung quanh. Theo tìm hiểu của báo Thanh Niên, chủ nhân chiếc xe máy bị cháy là một sinh viên năm thứ ba ngành cơ khí. Còn hai sinh viên dập được đám cháy là Nguyễn Văn Dinh và Đào Xuân Bách, đều là sinh viên năm thứ năm ngành hóa dầu. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh Niên, vụ cháy xe xảy ra lúc chưa đến 8 giờ 30 phút sáng 12 tháng 10. Khi đó, trong khuôn viên trường đang có rất đông sinh viên. Chủ nhân chiếc xe phát hiện đám cháy nên đã chạy xe vào chỗ trống, rồi chạy đi gọi bảo vệ cầu cứu. Khi quay lại hiện trường thì lửa đã được dập tắt. Sinh viên Đào Xuân Bách và Nguyễn Văn Dinh khi đó đang ra ngoài hành lang trong giờ giải lao thì thấy có đám cháy. Cả hai đã xách hai bình chữa cháy trước cửa phòng học xuống, xịt từ xa tới gần và dập được lửa. Một số sinh viên khác sau đó cũng tiếp thêm bình cứu hỏa để hạ nhiệt đám cháy. Ngay sau khi dập xong đám cháy, Bách và Dinh trở vào lớp ngay để tiếp tục buổi học. Tuy nhiên khi vào mạng xã hội thì biết mình bỗng trở thành idol của sinh viên các khóa đàn em trong trường nhờ quản trị viên của trang Facebook Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xướng danh hai sinh viên có công dập lửa. Trên các diễn đàn của sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đông đảo thành viên đưa ra những nhận xét khen ngợi, tự hào về khả năng học đi đôi với hành của hai sinh viên. Thưa quý vị, sinh viên Đào Xuân Bách chia sẻ rằng những việc mình đã làm để dập tắt đám cháy là do kiến thức học được trong ngành hóa dầu, cũng như ý thức phòng cháy chữa cháy của những sinh viên hóa dầu đã được hình thành từ sớm. Sinh viên Đào Xuân Bách cảm thấy tự hào vì đã áp dụng được kiến thức vào đời sống thực tế. Theo Phó Giáo sư Phạm Thanh Huyền, trưởng phòng truyền thông và quản trị thương hiệu, đồng thời là giảng viên ngành hóa dầu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trước khi hai sinh viên hóa dầu xuất hiện, một số sinh viên khác cũng đã mang bình xịt cứu hỏa đến nhưng không biết cách mở bình. Sở dĩ Đào Xuân Bách và Nguyễn Văn Dinh làm tốt được việc dập đám cháy là bởi các sinh viên này đã vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng đã được học. Theo Phó Giáo sư Phạm Thanh Huyền, sau vụ việc, trường cũng nhận thấy là cần phải truyền thông tốt hơn để sinh viên tích cực tìm hiểu các kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin sau.